Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 29 tháng 4 năm 2024, thứ hai dương lịch. Âm lịch là ngày 21 tháng 3 năm 2024, là ngày Quý Hợi, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, tiết khí Cốc Vũ, ngày trực nguy. Hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, lục hợp với tuổi Dần, xung với tuổi Tỵ, hình với tuổi Hợi, phá với tuổi Dần. Về ngũ hành niên mệnh, đại hải thủy, hôm nay là ngày Quý Hợi, tức ngang hỏa. Nạp âm đại hải thủy, kỵ tuổi Đinh Tỵ và tuổi Kỷ Tỵ. Ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt người tuổi Kỷ Sửu, tuổi Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy, ngược lại nhờ thủy khắc mà được lợi. Ngày Hợi, lục hợp với Dần, tam hợp với Mão, Mùi, thành mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Đinh Tỵ và tuổi Kỷ Tỵ. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Thành tốt nhập gia cư, hội thân hữu, Cát Khánh tốt thăng quan, nhậm chức, Tuế Hợp Mẫu Thương tốt mọi việc, Ngọc Đường tốt tu trạch, tạo trạch. Sao xấu thì gồm có sao Thụ Tử kỵ chăm sự không dùng, Địa Tặc kỵ tạo táng, xuất hành, nhập trạch, Bát Tọa kỵ phá thổ, an táng, tu phần, Đao Khảm Sát kỵ châm cứu, Kim Đao kỵ phạt mộc, khởi tạo, Lâm Cách kỵ xuất hành. Trong đó có sao Thụ Tử là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 29 tháng 4, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như tế tự, thi ân, hành huệ, công quả. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng Tây Bắc để đón tài thần và đi theo hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày huyền vũ, xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu không nên đi. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 29 tháng 4 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, tam hội mang lại sự vui vẻ trong mối quan hệ. Tuổi Tý hãy cùng người thân hoặc bạn bè tổ chức những bữa tiệc nhỏ để có thể cập nhật tình hình cuộc sống của họ nhé. Ngoài ra, hãy tận dụng cơ hội này để mở rộng thêm các vòng tròn quan hệ của mình. Rất có thể bạn sẽ gặp được đối tác đầy tiềm năng đấy. Kiếp tài giáng họa. Theo tử vi thứ hai của 12 con giáp thì con giáp này dễ mất tiền một cách lãng xẹt. Tuổi Tý bình thường thì rất minh mẫn, tỉnh táo lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại tin người thái quá. Hãy thử thay đổi một số vấn đề liên quan đến phong thủy để cải thiện tình hình. Những gì liên quan mật thiết với bản thân, bao gồm cả kiểu tóc, màu sắc trang phục, trang sức, phụ kiện đeo trên người
và tất cả những đồ dùng trong nhà đều cần được chú ý về ngũ hành tương sinh hay tương khắc để hóa giải vận xui, thúc đẩy vận may cho bạn. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, tiếp tục cố gắng, không nên dễ dàng thỏa mãn. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, tình cảm gia đình không mấy hài hòa, mâu thuẫn ngày thêm căng thẳng. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, cân nhắc thật kỹ càng các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, không nên tự coi mình là người tài giỏi nhất. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, vợ chồng dễ mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 50 và số 16. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, theo tử vi phương Đông, vì tác động của thiên quan không hề nhỏ nên đi đường nhớ cẩn thận, kẻo người tuổi Sửu dễ gặp tai nạn hoặc bị bắt bớ xử phạt. Cho dù bản thân là người nhanh nhẹn, giỏi xử lý tình huống, nhưng không phải lúc nào cũng xử lý đúng. Vì thế tốt hơn hết là hãy cứ cẩn thận ngay từ đầu, vì phòng luôn hơn tránh. Tài lộc của người tuổi Sửu ngày hôm nay cũng không quá dồi dào. Bạn được nhắc nhở không nên chi tiêu bừa bãi. Dù thu nhập có tốt tới đâu, nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Nhưng những khoản thực sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi ly. Tam hội xuất hiện giúp vận tình duyên có nhiều khởi sắc. Người độc thân dễ gặp được ý trung nhân, lọt vào tầm ngắm của ai đó. Hãy thử mở rộng lòng mình và nắm bắt lấy cơ hội hạnh phúc. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, bạn không thích những cuộc gặp mặt xã giao. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, có thể phải đương đầu với tình trạng thất thoát tiền bạc. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, cần chú ý túi tiền của bạn. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, người làm ăn nhận được tiền lãi. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, bế tắc trong công việc được khai thông bất ngờ. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 18. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại. Công việc của con giáp tuổi Dần không suôn sẻ như trước, khi mà bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng trở thành cái gai trong mắt của kẻ xấu và tìm cách quấy phá nhũng nhiễu công việc của bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy vô cùng chán nản. Thương quan nhắc nhở con giáp tuổi Dần, nếu không muốn đời mình rơi vào những khoảnh khắc tồi tệ thì tốt nhất bạn nên chủ động và luôn sẵn sàng làm chủ cuộc sống của chính mình. Đừng dựa dẫm phụ thuộc vào bất cứ ai, nếu không bạn sẽ gặp phải rắc rối to đấy. Bù lại, nhờ lục hợp nên đường tình duyên vượng sắc. Con giáp này có thể sẽ đạt được những bước tiến khá lớn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bản mệnh và người ấy thấy được sự chân thành của đối phương. Những cặp đôi yêu nhau lâu có thể sẽ đi tới quyết định nâng cấp mối quan hệ. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, chớ nên ôm đùm công việc vào người. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, tình yêu lứa đôi càng ngày càng lâm vào bế tắc.
về cái tuổi Canh Dần, mệnh mộc. Khi nói đến chuyện tiền bạc, nhiều người mới để lộ bản chất của mình. Về cái tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, bạn cần nghiêm khắc hơn với bản thân. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 34. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy tam hợp xuất hiện, bản mệnh rất thu hút được người khác giới, cũng chỉ vì con giáp tuổi Mão biết lắng nghe và đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Điều này cũng có thể làm mầm mống rắc rối với những ai có gia đình. Do đó bạn nên tìm cách tránh việc quá gần gũi với những người này nhé. Thực thần che chở nên con giáp này kiếm tiền thuận lợi dễ dàng. Cơ hội tiền bạc bày ra trước mắt, nhưng bản mệnh vẫn có phần do dự. Hãy mạnh dạn thử mạo hiểm một lần. Chỉ cần không nhìn nhầm để mạo hiểm biến thành nguy hiểm thì chẳng có gì đáng ngại. Nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn giờ phút này sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Với những tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, nhận nhiều tin vui về tiền bạc, nguồn thu nhập tăng lên. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, công việc khó hoàn thành vì những suy nghĩ tiêu cực. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, tình cảm vợ chồng hòa hợp và gắn bó. Với những tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, được trời cho lộc, thu nhập rủng rỉnh. Với những tuổi Quý Mão, mệnh Kim, biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn được chính quan nâng đỡ, nên những bạn đang chờ tin tức xin việc, thi cử, học hành, bầu cử sẽ dễ nhận được tin vui. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp nên phúc đức nhiều, cộng thêm trách nhiệm với công việc cao nên sự nghiệp tiến lên nhanh chóng. Những ai muốn nộp hồ sơ xin việc, khai trương có thể tận dụng ngày này. Người tuổi Thìn trải qua một ngày khá bình ổn, không có nhiều biến động. Bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Với những người làm ăn kinh doanh, bạn có thể tìm được những mối làm ăn hứa hẹn. Hồng Loan giúp chuyện tình cảm của người tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công ty nếu như sớm hoàn thành phần việc của mình. Sẽ có một vài đối tượng tán tỉnh xung quanh bạn trong khoảng thời gian này, vận đào hoa tăng cao. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, cần phải tính chuyện đầu tư tương lai để nguồn tiền luôn trôi chảy. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, nghiêm túc luôn cố gắng phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể bắt tay vào những công việc tay trái. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, nhiệt tình hăng hái nêu ý kiến của mình. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, tài chính khả quan được mọi người quen mang tới cơ hội hấp dẫn. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 70 và số 44. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ,
Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, trong chuyện tình cảm có lắm rắc rối khổ sở vì lâm tương xung. Vợ chồng hay cãi nhau vì hiểu lầm hoặc không thỏa thuận được chuyện đi lại tiền nong. Đang yêu thì nên cẩn thận một chút, kẻo hết lòng nhưng người ta lại đối xử hết hồn. Thiên tài nhập mệnh nên những người làm nghề tự do, tài chính sẽ gặp thuận lợi. Tuy nhiên cũng cần phải tỉnh táo để không bị sa đà vào cạm bẫy. Người làm công ăn lương nên an phận thủ thường, đừng tham làm. Có làm nữa thì cũng chưa thành công ngay được, bạn nên nghỉ ngơi. Phương diện sự nghiệp cũng đang rất hành thông thuận lợi. Con giáp này khẳng định được năng lực của mình, tận dụng được kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để xử lý vấn đề. Hơn thế nữa, vận quý nhân đương vượng, bản mệnh luôn có những sự giúp đỡ kịp thời. Chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều. Về cái tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, nói được thì bạn sẽ làm được, bạn cực ghét những ai hay nói dối và quỳ tiền. Về cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, đầu tư lớn, làm ăn nhiều vốn, cần tính toán kỹ hơn. Về cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, đầu tư chớ nên chủ quan, kẻo sinh ra rủi ro. Về cái tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, khó kiểm soát lời ăn tiếng nói khi bạn nóng giận. Về cái tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, nói năng tùy tiện, có thể đắc tội với tiểu nhân nhỏ nhen. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 80. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, chính tài đem tới nhiều cơ hội làm giàu cho người tuổi Ngọ. Người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng nắm lấy các cơ hội trước mắt để có thể là người dẫn đầu xu hướng, khiến tiền bạc đổ về đầy túi. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong công việc là nguyên nhân khiến lãnh đạo dành cho bạn một khoản thưởng nóng rùng rỉnh. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai. Mặt khác, tinh thần làm việc của các bạn khá ổn và có nguồn tài lộc đổ về. Đặc biệt những ai theo nghiệp kinh doanh thì tài lộc dồi dào vô cùng, gặp khách hàng tốt. Thêm vào đó, dường như nhật vận của bạn có nhiều điểm báo thuận lợi về chuyện tiền bạc nếu như bắt đầu hợp tác hoặc thực hiện kế hoạch đã định. Tứ tuyệt thì lại cho thấy vận trình tình duyên nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Hãy nhanh chóng tìm cách điều chỉnh, đừng để mọi chuyện tiếp diễn, nếu không tình cảm giữa hai người sẽ dần lạnh nhạt. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, có thể nhân cơ hội mở rộng mô hình kinh doanh hoặc chuyển hướng làm ăn. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, đường tài lộc trong ngày vẫn tương đối ổn định. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, không lên ba hoa khoác loác về vốn kiến thức của bản thân. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, người làm kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, nên tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 40. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây
thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Mùi trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, tiếp nối tử vi hàng ngày, thiên quan gây rối, người Tuổi Mùi dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với cấp trên của mình. Bạn có thể bảo vệ quan điểm của mình, nhưng chú ý cách diễn đạt, đừng để cấp trên cảm thấy rằng bạn là một người không biết điều. Thêm nữa, việc chi tiêu mua sắm trong ngày cũng chớ nên quá đà. Vẫn biết ngày nghỉ, cần phải đi chơi, không tránh khỏi việc tiêu tiền. Nhưng phải biết liệu cơm gắp mắm, tùy điều kiện kinh tế của mình mà chi tiêu, chứ chớ đua theo bạn bè để rồi cuối cùng nợ nần chồng chất. Tam hợp khiến phương diện tình cảm của những chú mùi không có điều gì để chê trách. Tình yêu giúp cho cuộc sống của bạn thêm mới mẻ và ngập tràn màu sắc. Người ấy luôn sẵn sàng ủng hộ bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bạn cảm thấy thật tuyệt khi có người bạn đời như vậy. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, nếu đang có ý định kinh doanh thì nên bắt tay càng sớm càng tốt. Với cái tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, nên thận trọng trong các quyết định tài chính. Với cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, có thể sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, phiền lòng với tình cảm rối ren, chú ý lời ăn tiếng nói trong lúc nóng này. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình. Sự nghiệp của người Tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 12. Về giờ tốt cho người Tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Mùi trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Tử Vi Ngày Mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Thân trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Tử vi phương Đông của 12 con giáp. Cục diện tương hại cho thấy, người Tuổi Thân sẽ gặp chuyện không vui về tình cảm. Tính khí thất thường, bạn không kiểm soát được cảm xúc cá nhân nên dễ nổi nóng với người ấy, khiến cho tình cảm ít nhiều bị sứt mẻ. Vận tài chính dường như cũng là vấn đề bạn cần phải quan tâm bởi quá nhiều thứ bạn phải chi tiêu, trong khi dường như bạn chưa thể có được những vận trình tốt nhất trong chuyện chuẩn bị tài chính cho mình. Chính Ấn tạo cơ hội để con giáp Tuổi Thân được ưu ái và ghi nhận công sức ở nơi công sở. Mọi điều kiện thuận lợi giúp cho bạn có cơ hội ghi điểm. Tuy nhiên, dường như bạn lại quá lạm dụng việc này, đến mức ôm đồm quá nhiều trách nhiệm, không nằm trong khả năng và rồi mệt mỏi đấy. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, đôi lứa phải có trách nhiệm với mái ấm của mình. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, có thể mạnh dạn thực hiện kế hoạch đầu tư. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, tránh lo chuyện bao đồng làm thay người khác. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, nên thực hiện các kế hoạch đầu tư ấp ủ từ lâu. Với cái tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, giận dỗi làm gì chỉ thiệt thân mà thôi. Sự nghiệp của người Tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 22 và số 83. Về giờ tốt cho người Tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Thân trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Dậu trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên ấn tương trợ, những người có tài năng không bao giờ phải lo sợ việc không có cơ hội thể hiện, nhất là trong ngày hôm nay. Việc của bạn chỉ là làm việc hết mình thì nhất định sẽ được mọi người ghi nhận sâu sắc.
Đặc biệt có người còn dành tình cảm cho những đóng góp của bạn, cho dù bạn nghĩ rằng bạn làm vì trách nhiệm và lòng yêu thích của mình mà thôi. Tài vận trong ngày của người tuổi Dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhưng nếu muốn mở rộng đầu tư vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm nhiều khả năng bạn có được mối cơ duyên tốt đẹp. Tuy nhiên, để đi đến quyết định cuối cùng thì chắc chắn bạn sẽ cần phải tìm hiểu kỹ hơn và đừng để cảm xúc lấn át lý trí mà đưa ra những quyết định vội vàng. Về những tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, nhân duyên trời ban nên biết quý trọng. Về những tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, các lĩnh vực rủi ro mạo hiểm chỉ nên đầu tư nhỏ. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, thận trọng trong các giao dịch tài chính. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, xác định rõ ràng mục tiêu công việc của mình để làm việc có định hướng. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh kim, hãy tôn trọng quyết định của người khác. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 19. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, với những tuổi Tuất, công việc hôm nay của bản mệnh khá suôn sẻ nhờ có chính quan độ mệnh. Các mối quan hệ làm ăn đều có tín hiệu tốt, đạt được hiệu quả bất ngờ. Hai bên tin tưởng lẫn nhau và chung chí hướng, nên mọi vấn đề đều được giải quyết rất nhanh. Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Tuất thực hiện các kế hoạch đầu tư mở rộng kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình. Với người làm công ăn lương, bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao. Thiên hỷ cho thấy, cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bạn mệnh có thể nhân thời điểm hiện tại để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy đôi bên càng thêm phần gắn bó. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, tình duyên thắm sắc, nồng nàn yêu đương. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nên tận dụng may mắn đang có trong ngày. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, làm ăn suôn sẻ, thu về lợi nhuận rủng rỉnh. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, công việc suôn sẻ đến không ngờ nhờ có quý nhân dẫn đường. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 73. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, cục diện tự hình dự báo những suy nghĩ khiến cho con giáp tuổi Hợi tự đưa mình vào rắc rối chứ không phải ai khác. Do đó nếu có thể, hãy đơn giản hóa vấn đề, không lên chỉ vì một sự việc nhỏ mà cho rằng ai đó xấu xa. Hãy đừng chỉ vì một hành động mà đánh giá cả con người. Hôm nay, tránh bị yếu tố tiền bạc gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn. Trong chuyện tiền bạc, con giáp tuổi Hợi lên rạch ròi, xin ra xin, mua ra mua. Một khi mà bạn để mọi thứ nhập nhèm, thì đừng hỏi vì sao những người mượn tiền bạn cứ lần lượt rời xa bạn nhé.
Ngày này, bản mệnh khá chật vật vì công việc do có tỷ kiên chiếu mệnh. Mọi khúc mắc thường đến từ những công việc làm ăn chung, đồng nghiệp lớn tuổi hoặc đối thủ làm ăn. Ai thấy bạn làm ăn được cũng sôi máu, lên toàn đặt điều chơi xấu để hạ bệ bạn. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, tình cảm nhiều chuyện buồn vì cái tôi của hai người quá lớn. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, không nên giao phó tiền bạc cho người ngoài. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, cẩn thận kẻo mất tiền vào tay kẻ xấu. Với những tuổi Tân Hợi, mệnh kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Với những tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, tiểu nhân tìm cách phá hoại công việc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 92. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 29 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.